Chiều 16 tháng 4, thầy Park buột miệng nói ra nhận định về trận U23 Việt Nam gặp U23 Coes ngày 17 tháng 4, người hâm mộ ngỡ ngàng. Kính thưa quý vị, sau những kết quả thất vọng dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuze, người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Với việc gặp đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng Uzbekistan ở lượt đấu cuối, U23 Việt Nam cần một chiến thắng ở trận đấu ra quân, vừa để tạo cú hích tinh thần, vừa tích lũy điểm số để toan tính cho những trận đấu tiếp theo. Trận đấu ra quân của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ là màn so tài với đại diện Tây Á Coes vào lúc 22:30 tối ngày 17 tháng 4. Đây được đánh giá là cơ hội để thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn giành trọn vẹn 3 điểm. Theo nhận định của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam ông Park Hang-seo, U23 Coes không phải là một đối thủ quá đáng gờm nếu so với U23 Việt Nam. Thực tế Coes chưa bao giờ được đánh giá là một nền bóng đá có tên tuổi ở khu vực Tây Á, mà vị trí 139 trên bảng xếp hạng FIFA cũng phần nào cho thấy điều này. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng, với các giải đấu trẻ, bất ngờ vẫn luôn có khả năng xuất hiện, bởi vậy U23 Việt Nam cần phải thi đấu thực sự tập trung nếu không muốn để mất điểm trước U23 Coes. Trong tay ông Hoàng Anh Tuấn đang có những cầu thủ đa năng để xoay nhiều bài vở, mảng miếng phối hợp khác nhau. Sau khi thử nghiệm hầu hết nhân sự ở trận gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam đã hình thành ý tưởng vận hành lối chơi cụ thể. Việc đảm bảo bí mật chiến thuật đến giờ chót trước trận ra quân gặp U23 Coes sẽ giúp U23 Việt Nam tạo bất ngờ cho đối thủ. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ngoài ra, ông Park cũng khẳng định, hiện tại U23 Việt Nam không có nhiều cầu thủ có trình độ sánh ngang lứa đàn anh năm 2018. Nhưng theo tôi biết, trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng có những cầu thủ chất lượng được tích lũy kinh nghiệm trận mạc tại V-League và đặc biệt nhiều lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với những cầu thủ trên hàng tấn công rất giàu kinh nghiệm trận mạc, ông Tuấn có thể bố trí hợp lý để U23 Việt Nam có những mảng miếng tấn công đa dạng, tạo ra sự bất ngờ lớn cho đối thủ. Theo ông Park, U23 Việt Nam có khả năng gây bất ngờ tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 bởi sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đến từ tinh thần, sự đoàn kết và khát khao chiến thắng. Theo nhận định của tôi, U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng 3-1 trước U23 Coes. Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, may mắn đến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu sắp tới tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Toàn đội cố lên! Trước trận đấu này, những chiến binh sao vàng đã có 3 trận thử lửa với các đội bóng Tajikistan và Jordan để tích lũy kinh nghiệm. Và nhìn chung, thành tích mà họ đạt được cũng khá tích cực. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giành được 1 chiến thắng, cũng như có trận hòa không đều với U23 Tajikistan trên sân đối phương. Và trong trận giao hữu sau đó với Jordan, họ cũng cầm chân đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức và chỉ chịu thua trên loạt đá luân lưu 11m sau đó. Trái ngược với U23 Việt Nam, đội tuyển U23 Coes lại đang để lại nhiều âu lo với thành tích không thắng đã được duy trì trong 7 trận đấu gần nhất, với 3 trận hòa cùng 4 thất bại. Trong đó trận thua đậm nhất mà đội bóng Tây Á này phải nhận chính là thất bại 0-9 trước U23 Hàn Quốc ở ASEAN 19 diễn ra vào cuối năm ngoái ở Trung Quốc. Điều đáng lo hơn là U23 Coes đã phải nhận thất bại ở cả 3 trận đấu gần nhất, trong đó có những thất bại đậm trước UAE với tỷ số 0-3 hay Thái Lan 2-4. Những kết quả này cho thấy đây không phải là một đội bóng thực sự đáng ngại. Và nếu U23 Việt Nam chơi tập trung và nỗ lực hết sức thì họ chắc chắn sẽ có cơ hội giành 3 điểm ở trận cầu tới. Tất nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn sẽ phải thận trọng và không được phép xem thường đối thủ. Bởi ngoài thành tích thi đấu gần đây của U23 Coes, U23 Việt Nam gần như có rất ít thông tin về lối chơi hay cách bố trí lực lượng của đội bóng này. Với việc tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, đây cũng là lần thứ hai U23 Coes góp mặt ở sân chơi lớn này. Họ đã góp mặt ngay ở lần đầu tiên tổ chức vào năm 2013 nhưng không qua được vòng bảng. Trong 3 lần tổ chức sau đó, Coes không vượt qua được vòng loại. Trong khi U23 Việt Nam đã liên tục tham dự từ vòng chung kết U23 châu Á năm 2016 cho tới nay. Được biết U23 Coes hiện chỉ có 6 tuyển thủ quốc gia, gồm có thủ môn Abdurrahman Kamel, các hậu vệ là Mohsen Greb, Joseph Anhakan, tiền vệ Madi Dasti, các tiền đạo là Ibrahim Kamel và Salman Al-Awahi. Hiện đa số các tuyển thủ U23 Coes đều đang thi đấu trong nước. Đội bóng này cũng có chiều cao trung bình khá khiêm tốn và nằm trong nhóm 3 đội xếp cuối cùng U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Dẫn dắt đội tuyển U23 Coes là ông Emilio Pese, người Bồ Đào Nha. Vị này chưa có thành tựu gì đáng chú ý trong sự nghiệp huấn luyện.
Trước khi đến COS, vị này từng cùng U20 Bồ Đào Nha tham dự giải U20 châu Âu 2021-2022. Trước thềm giải đấu lần này, đội tuyển U23 COS sang Qatar tập huấn từ ngày 9 tháng 4, nhưng họ ít khi tiết lộ những thông tin với truyền thông. Họ thậm chí còn không có trận giao hữu nào chuẩn bị cho giải. Thế nên đây cũng là trở ngại lớn cho U23 Việt Nam trong việc phân tích, đánh giá về đối thủ. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Tây Á trong quá khứ, hy vọng ông Tuấn Con sẽ giúp U23 Việt Nam có được khởi đầu tốt ở U23 châu Á năm nay. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ở bảng D với U23 COS lúc 22:30 ngày 17 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Nếu giành thắng lợi ở trận này, họ chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực để sẵn sàng cho màn thư hùng với U23 Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng D diễn ra vào tối ngày 20 tháng 4. Ở lượt đấu cuối, thầy trò ông Tuấn sẽ gặp Uzbekistan, đội bóng rất có thực lực và cũng được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu. Với tính chất quan trọng của trận đấu ngày ra quân, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu khá thận trọng ở trận đấu này. Sơ đồ 3-4-3 vẫn sẽ là sơ đồ quen thuộc được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sử dụng. Sơ đồ này sẽ giúp cho U23 Việt Nam chuyển đổi linh hoạt cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Bảo vệ khung thành của U23 Việt Nam sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Văn Việt. Thủ thành của câu lạc bộ Hà Nội có nhiều kinh nghiệm hơn ở các đội tuyển trẻ, nhưng về độ chắc chắn và ổn định thì Nguyễn Văn Việt là người nổi bật hơn. Do đó, khả năng thủ thành của Sông Lam Nghệ An sẽ là người được chọn trong trận đấu quan trọng này. Hỗ trợ cho thủ thành Nguyễn Văn Việt là bộ ba trung vệ Trần Quang Thịnh, Nguyễn Ngọc Thắng và Lương Duy Cương. Với những thế mạnh khác nhau, bộ ba này sẽ bổ trợ cho nhau để tạo nên một hàng thủ chắc chắn. Nhiệm vụ của bộ ba này sẽ là khóa chặt tiền đạo Salman Al-Anwahi và Ibrahim Kamel bên phía U23 COS. Tốc độ và kỹ thuật của bộ đôi tiền đạo này là những điểm rất đáng chú ý. Vì vậy, hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu tập trung và bọc lót cho nhau tốt để khóa chặt những mũi nhọn bên phía đội bóng vùng vịnh. Ở hai hành lang cánh sẽ là bộ đôi Hồ Văn Cường và Khuất Văn Khang. Đây là những cầu thủ có tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Những tình huống xâm nhập xuống đáy biên cùng với những quả tạt chất lượng của bộ đôi này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của U23 COS. Đặc biệt là Khuất Văn Khang, cầu thủ có khả năng đi bóng lắt léo và những quả đá phạt nguy hiểm. Tuy vậy, điểm yếu của bộ đôi này là khả năng phòng ngự. Do đó, Khuất Văn Khang và Hồ Văn Cường sẽ cần hỗ trợ rất nhiều của các đồng đội trong mặt trận phòng ngự. Chính vì vậy, bộ đôi Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Đức Việt sẽ là những người được lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cặp tiền vệ trung tâm này không những bọc lót cho cầu thủ chạy cánh mà còn giúp đánh chặn ở khu vực trung tuyến của U23 Việt Nam. Thể lực và khả năng tranh chấp rất tốt của Thái Sơn và Đức Việt sẽ đem lại sự cân bằng và giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có được một thế trận tốt trước U23 COS. Hàng tấn công sẽ là cơn đau đầu dễ chịu của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, bởi lẽ U23 Việt Nam đang sở hữu rất nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, đó là Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào, Võ Nguyên Hoàng hay Nguyễn Minh Quang. Tuy nhiên, nhiều khả năng vị huấn luyện viên 56 tuổi này sẽ ưu tiên sử dụng bộ ba Nguyễn Quốc Việt, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Minh Quang. Trong đó, thể hình và khả năng làm tường tốt của Võ Nguyên Hoàng sẽ là điểm tựa cho những pha phản công nhanh của U23 Việt Nam. Nhất là khi bộ đôi Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Minh Quang đều là mẫu tiền đạo có tốc độ, chạy chỗ thông minh và khả năng độc lập tác chiến tốt. Trong trường hợp gặp bế tắc trước đội bóng Tây Á thì Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào hay Nguyễn Văn Trường sẽ là các phương án dự phòng giúp cho U23 Việt Nam tạo được sự đột biến trên hàng công. Do đó, hàng công sẽ là nơi mang lại nhiều sự an tâm nhất cho đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải đấu năm nay. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ là một niềm hy vọng lớn của người hâm mộ. Vị huấn luyện viên 56 tuổi này luôn đem đến lối chơi khó chịu cho các đội bóng mà ông dẫn dắt. Đó là lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả đã từng đem đến chiến thắng trước U20 Australia, hay là chiếc vô địch cho U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Hy vọng rằng đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có một trận đấu ra quân xuất sắc, qua đó có thể tiến sâu tại giải đấu U23 châu Á năm 2024. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.